cả rung hơi đấy. Thầy có các thầy thao ở đây rồi ấy. Đây là thị phạm tại hiện trường. Rất đông khách. Đây là khán giả. Đây là khán giả. Trời ơi, siêu quá. Phải cho cái đây xịn quá. Yeah. Yeah. Đấy, vẫn đủ luyện thêm vài ngày là hôm sau là thêm 2 ngày. Ngày mai có tập sáng trước. Đây là nghệ sĩ Phạm Hoài An. Và đây là nghệ sĩ Phạm An Nhiên với phần đông tấu đàn tơ rưng crumpet. Và cổ vũ cho Phạm Hoài An.